Theo tránh văn phòng nội các Brazil, bà Gleisi Hoffmann, Tổng thống Dilma Rousseff đang xem xét ban hành sắc lệnh mở cửa thị trường hàng không nội địa để tránh nguy cơ giá vé máy bay tăng cao. Bà Hoffmann cũng cho biết, theo hiến pháp Brazil thì Tổng thống Rousseff có thể ban hành sắc lệnh này trong trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên, Giám đốc Dịch vụ Hàng không Dân dụng Quốc gia Brazil Marcelo Pacheco lại nói rằng ông chưa nhận được bất cứ thông tin chi tiết nào về kế hoạch này. Chính phủ đang tìm kiếm những giải pháp. Nếu giá vé quá cao trong mùa World Cup, thì việc cho phép các hãng hàng không nước ngoài bay chuyến nội địa có thể xem là một cách giải quyết. Nếu họ quyết định như thế, chúng tôi sẽ phải chấp hành. Dù vậy, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các tiêu chuẩn an toàn bay hay các điều kiện kỹ thuật. Một vấn đề khác đó là các hãng hàng không nội địa không có đủ đường bay nối liền các thành phố, diễn ra các trận đấu trong vòng chung kết. Không chỉ vậy, việc phục vụ 3 triệu người hâm mộ nội địa đã là quá sức đối với các hãng hàng không Brazil. Dự kiến khoảng 600.000 du khách nước ngoài sẽ đến Brazil trong thời gian diễn ra World Cup 2014, trong khi vé máy bay giữa các hãng hàng không đang có sự chênh lệch lớn. Hiện hai hãng của Brazil là Gol và TAM chia sẻ hầu hết thị phần hàng không tại nước này.